Alo, một hai ba má, một hai ba má, tắt mất tắt mất, alo, tắt đứt, quên âm. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với lại Tân Không Stream anh em nha. Nói chung là mấy hôm nay tôi hơi bệnh hoạn anh em, mà thành ra là bây giờ chúng ta không có stream được, nên hôm nay thôi chúng ta tạm thời đến với lại Tân Không Stream vậy. Anh em hiểu đề không ạ? Tại vì ngày tôi thật với anh em là tôi cũng đang còn đang hơi ngạt mũi với lại ho, nhưng mà thôi kệ, lâu quá không stream nên cảm giác nó bứt rứt. Thôi chúng ta vào, chúng ta không sờ chim phát cho nó vui anh em nha. Đây, thế thì vâng, tôi quên bật tiếng game. Về cơ bản là chúng ta quay trở lại với lại con game mà không phải quay trở lại anh em ạ, để khổ thân lâu quá không sờ chim anh em, bây giờ nói năng lụm thụm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại một con game mới. Mấy con game cũ nói chung tôi cũng lâu quá không chơi cho nên ra là cũng quên hết rồi. Thôi thì chơi game mới luôn cho nó máu nha. Ghost Runner phần 2 anh em ạ. Tôi không nhớ là ra từ hồi nào tại vì tôi tải khá lâu, nhưng mà trong người mà còn đừ ra là cũng chưa có chơi. Hôm nay thôi vào làm tí cho nó gọi là cho nó bắn cuống anh em nhá. Vào game luôn đi chứ không phải nói nhiều, lấy luôn. Tôi thì tôi chưa chơi phần 1 tất nhiên rồi. Nghe bảo con game này là một con game có đồ họa hết sức là gọi là tiền đình anh em nhá, hết sức là tiền đình. Không biết là tôi mới ngồi dậy tôi có cảm giác nó đỡ đỡ như thế nào không anh em ạ, vào chơi con game luôn. Thì về cơ bản là con game này thì Ghost Runner đây, phần 1 thì tôi không biết cốt truyện gì cả, nhưng mà nghe nói là tôi đọc được cốt truyện phần 2 thì đó là cái tiếp nối của phần 1 anh em ạ, khoảng là một năm sau đúng nha. Đây thì nó có một cái kẻ thù mới trỗi dậy sau kẻ thù phần 1 đấy, nôm na như thế thôi, trong một cái thế giới cyberpunk, có thể nói là không biết là 2077 hay là 20 bao nhiêu hay là 22 bao nhiêu đấy, hoặc là 3 bao nhiêu đấy cũng được. Cái loại sức mạnh này nó có thể là chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ trên thế giới này mà. Đây, kẻ thù mới anh em nha, kẻ thù mới. Chúng ta thì vẫn vào vai thanh niên của phần 1 thôi. Hình như tên Jack hay là tên gì đấy tôi không nhớ lắm. Đây rồi, nó có những cái sự mà trỗi dậy anh em mà khi mà có mỗi kẻ mạnh á. À đây rồi, nhân vật chính ta đây. Úi dồi, cái gì mà còn ngồi mài tay mài chân vào đây này. Khi mà có một cái thế lực mạnh trỗi dậy anh em nha, thì khả năng cao là sẽ có những cái gọi là những cái sự mà bất đồng, những cái sự mà không hòa thuận anh em nha, không có gọi là không có chấp nhận. Ui sổ chém là những cái sự mà tôi gọi là cái gì phản động ấy, nên tôi gọi tạm tạm với tôi quên từ rồi, phản đối. Ừ, nó phản đối lại, nó phản động lại với là những cái thế lực mạnh mẽ. Rồi chúng ta đây có vẻ như khác phần 1 tí nha. Tôi chưa chơi phần 1, tôi không thích con game này lắm tại vì nó khá là tiền đình. Nhưng mà tôi cũng có xem sơ qua một chút. Thì phần 2 có vẻ như là nhân vật ta được cải tiến thêm đấy. Phải đối đầu với lại những thanh niên lính của thanh niên mới này mà. The Hama. Vâng, kẻ thù của phần 2 là The Hama. Cái gì đấy? Giống như là Vision à? Giống như là cái gì? Là cái gì nhỉ? Là cái gì thì A of Ultron à? Ừ. Như là một cái xác khác của Ultron à. Đã có một cái lãnh đạo rồi. Vẫn còn ho và cờ lờ đấy. Mà tôi kệ. Đây là bắn nhau u sụn mượt thế. Cảm giác mượt đó chứ. Hơi giật nha này, hơi giật. Để từ để vào game đã tôi xem lại coi setting sẽ tủng nhá. U sụn kiếm. Đây rồi, bắt đầu kiếm tôi đây rồi. Cái phần 1 này mà. Vẫn dùng kiếm anh em nhá. Game này thì chú trọng vào hack and slash. Game này cũng là thể loại hack and slash anh em nhé. Này nó khác lắm. Từ từ. Cái này đỡ này. Cái này tấn công này. Ui, cái gì đây? What the f... Vào đang xem hướng dẫn anh em mà đang chỉnh độ nhảy chuột, bấm cho nó bắn cho một phát đi luôn. Game gì đấy? Bây giờ cái game nào nó cũng đắt sâu à. Tôi nhớ là tôi đọc là dòng này là dòng hack and slash mà đắt sâu à. Tôi chỉnh chưa kịp vào, chưa kịp nhìn nước, nhìn nôi, nhìn son non sông bốn bể anh em mà nó chém cái tặc cúc. Vừa phải chứ. Từ từ anh em chờ tí để tôi bật cái vi sinh đi. Tôi chỉnh FPS vào 60 đây cho game cho nó ổn. Đây control đây đúng không? Chỉnh lại cái mouse sensitivity tí anh em. Dạo này tôi thật với anh em bệnh hoạn cho tôi cũng đam mê. Dạo này bắn Valorant nhiều. Sensitivity nó không khác anh em mà mới vô nó quay như là tôi thật với anh em quay như là quay nửa cái bản đồ thế thì 10 thôi. Xem nào. Hy vọng 10 là được nhá. Này đỡ này. Ok phải đỡ đấy. Nào. Ủa.
Vâng, vẫn giật lắm anh em chờ tỷ nha, mà khổ thân. Sàng dàn sợi chim hai cây nhựa lâu quá không sợi chim, lâu lâu mới nối máy lại nóng lên anh em ạ. Bây giờ bắt đầu nó cũng như bò dần rồi. Để tôi xem nè. Mình đã cái gì mà blur epic cái quái nào? Medium thôi. Medium đi. Medium hết đi các bạn ơi. Cái này để lâu chắc là nó cũng tới rồi anh em ạ. Cái này unlimited đi. Rồi. Tắt vi sinh, cảm giác tắt vi sinh. Nào. Ui, được ấy. Tắt vi sinh ổn ấy. Ok, tắt vi sinh ổn ấy. Bây giờ là ship và lướt này. Đỡ này, game này phải đỡ nhiều anh em ạ. Từ được thế nhờ, phải thế giới được thế nhờ. Ui, tiền đình phết đi chứ phải đùa đâu. Chuột cảm giác hơi nhanh anh em ạ. Từ tôi chỉnh lại chuột tí. Khổ thân anh em nha. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu phút đầu game rồi, 5 phút đầu game rồi. Có tí mà, có gì đâu. Mau tôi nghĩ chắc còn 5 đi. 5. Rồi, xem nào. Lướt nè. E, W, C, control là ngồi. Hợp lý đấy, tôi cũng đang để control là ngồi. Valorant, xem nào. Như nào bây giờ nhảy phải không? Giờ bay nè, nhảy vào trong một cái bức tường. Để chúng ta gọi là chúng ta world run. Ok. Rồi rồi, xem nào. Cái gì đây? Rồi, đứng ở đây. À, đứng ở cái này nó sẽ đưa chúng ta đi anh em ạ. Cái này là chuột. Nào, lướt. Ui. Ấy, chém thanh niên lặc, ui chém đứt đôi người luôn mà. Ôi tôi tưởng chém lặc lìa thôi nè mà chém đứt đôi người luôn mà. Game giả mang vậy? Cái này bắt đầu khó nha, Cái này tôi sẽ phải ấn ship ở giữa không trung anh em mà để lướt. Cái này, nhảy tường nè, nhảy lên ship. Ở ship cơ mà. Giữ ship sẽ làm chậm thời gian. Ok, hiểu rồi. Đây có hai bố địch đây. Cái này là cái gì đây? À cái này chém được. À không, cái này chém không được. Nó nghe rồi, rất tuyệt vời. Xem nào. Rồi, chém luôn. Nào, máy này làm sao? À máy này cũng kiếm à. Ui. Ui, như đá banh không con? Hả? Như đá banh không con? Ui, như đá banh không con? Lấy đấy. Ui, to nha, vào đấy. Gì vậy? Hơi ho anh em ạ. Tôi mới hơi ho. Này thì chùi đít. Này. Cái gì vậy? Tôi vừa làm gì đấy? Sao đơ luôn rồi? Tôi vừa làm gì trời đấy mà sao đơ luôn rồi? Ủa cái gì đấy? Ho phát game đơ luôn anh em ạ. Chuyện sẽ ra vậy? Hay tôi giữ ship lâu quá? Hình như mình vẫn đang ship thì phải. Mà game lỗi à? Vâng anh em ạ, lâu lắm rồi không sờ chim. Quay lại không sờ chim phát ho như chó bắt đầu game đơ luôn. Tôi xem nào. Restart from checkpoint xem nào. Là chém rồi xong game nó lỗi anh em ạ. Pha nãy mình chém bay đầu phát game nó cũng bay luôn cả cái gọi là cái bộ xử lý thôi. Ok. Mình ấn control này để mình chuột. À ấn control để chuột, giữ control để chuột. Đó rồi. Ủa nhảy lên còn lộn kiếm một phát anh em nha. Đồ biết múa đấy, múa đấy. Anh em biết múa đấy, xem nào. Ủa sao tôi phải ấn giữ ship anh em ạ. À. Tôi phải ấn ship một phát cho tôi giữ ship nó ấy. Cái này tôi tiếp tục đi tường nè. Con game cũng nút chạy nha. Ui cái gì lắc thế. Nào. Ui đỡ. Giữ ship. Sau khi giữ ship xong ta sẽ dùng AD để né. Ui. Mình ship tức là mình làm chậm thời gian anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn nhanh như thường. À, giữ và thả ship để mà lướt. Rồi. Lướt rồi. Ui xong. Nào trong đây tôi chém phát lặc lìa anh em ạ. Anh em này mất nửa người rồi. Ok. Vậy là mình phải xem trước cái địa hình trước để nhảy nè. Hiểu rồi. Đây. Đang đây. Đang bên này, giữ ship. Lướt tí, lướt tới. Ui xồi ôi. Được phết đi chứ. Mấy cái game mà dòng kiểu dòng kỹ năng như thế này phải hợp lý cái này mà. Mà đừng dính đạn là được nhá. Đừng dính đạn là được. Có gì khó đâu. Cô có gì khó đâu, đừng dính đạn là được. Con game mà dính đạn một phát đạn cút đấy, phải đùa đâu. Rồi, tốt rồi. Lâu game hơi giật tí này, thông cảm nhá. Cái này là cái gì đấy? À cái này mình nhảy lên đó mình
lại điều khiển này. Hiểu rồi. Em vào đây. Đấy, điều khiển sang đây. Lấy cái này, điều khiển cái này. Ở đây nữa là tốt. Ok. Đến nhiều đấy. Ui, thằng kia giật anh em ạ, từ đã. Ok, mình nhạc hăng phết. Cái nhạc đó bản quyền, bản đồ hôm nay mà tôi hơi quan ngại. Này thì. Ui, này thì. Sao bạn? Bạn đang cầm súng à? Bắn đi bạn. Bắn đi chí. À, bắn rồi à. Bắn hơi chuột bạn. À, ui. Tụi toàn đạn anh em ạ. Bắn van lò ra anh em là biết chậm rồi các thứ đi nó quen rồi bây giờ. Vào đây mọi thứ nó nhanh quá. Khu này sao rộng rộng này. Cái gì kia. Cái này mới này. Nhẹ được không. Mình đu tường thì được đấy nhưng mà không lên được. Sao nè. Có dấu chấm hỏi gì nè. Cái dòng game này cũng RPG phết đấy. À đây. Từ. Tôi có một cái lon nước Red Bull anh em ạ. Energy Ring. Ok. Cái lướt này lướt được nhiều phết này. Lướt có hồi này hồi khá là nhanh. Tôi lướt thì cho nó nhanh. Nào. Lên đây. Đúng chưa. Chuột đi xuống à. Từ nhá. Chuột đi xuống à. Từ. Ý. Làm sao mà chuột được. Ôi. 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 Cái này khó nhá. Cái này là subway shuffle à. Subway shuffle này. Dễ thôi. Từ cái gì. Subway shuffle thì dễ. Đã có tàu nhá. Ok. Lướt vào đây được. Ui cái gì đây. Thế là hóa ra tôi không được lên đây à. Hóa ra là mình đi đâu đấy. Từ từ đã. Cái khúc này hình như là tôi phải nhảy vào chỗ kia kìa. Xem nào. Ủa tôi xong rồi. À đây rồi. Được rồi. Xem nào. Tôi phải nhảy đâu đây. Hình như phải nhảy đi đâu ấy. Không được đi. Ui, tôi xong rồi. Con game này may anh em ạ. Nó hiện lên cái màn hình là Critical Failure. Tức là chúng ta dạng là robot đấy. Sau khi chúng ta chết xong thì Windows tự xuất down. Nó luôn là hình ảnh cuối cùng thôi. Chứ nó không có những như mấy con game kia là nó hiện cái hình chúng ta nằm lăn lóc lóc anh em ạ, như cái sọ dừa. Nó cũng ổ phết. Từ từ. Cái khúc này là mình phải đi đâu nè. Đây đây đây. Vào đây. Ai mà biết được, tôi mới không nói, tôi biết thế nào được. Cứ tưởng là tôi sắp lắc cà với lại quả xe tải đi cho vui. Gọi là xe gì nha. Sau một thời gian bệnh hoạn anh em mà tôi vừa loạn ngôn, vừa ho và mất trí nhớ, vừa ngạt mũi. Cái xe là xe gì nha, xe điện đụng à, gọi là xe gì nha. Gọi là xe gì nha. Tàu hỏa, ừ. Đây. Bây giờ mình boost được nè. Vậy mình vừa boost, vừa đỡ, à đỡ có stamina. Rồi hiểu rồi, bắt đầu cho nhiệm vụ đỡ rồi. Tôi cho nhiệm vụ đỡ rồi đấy. Nào. Ui. Vâng, mặt tôi chính là mặt của thanh niên robot anh em. Cái gì phải vừa mở mắt ra phát là nó tán cho nó tán là bắn đạn vậy. Mình nó bắn đạn đúng không? Có chịu vậy. Nào. Ok ôi. Game này khó thế nha. Barry được có mấy phát thôi. Từ từ nào. Này thì một lần hai lần đâu con, lần thứ ba đâu có được đâu con. Nhặt súng được không? Game cho nhặt súng rồi, con game bắt cầm kiếm rồi. Bắt làm Hasagi rồi. Cái này chắc mình chém được nha. À mình lướt được, lướt xuyên tường. Đây vấn đề. Bắn đi con trai. Bắn đi con trai. Ây. Thằng trước thì chém được đấy nhưng mà thằng đằng sau nó bắn này trước nó tăng như này vậy. Thôi từng thằng một. Ôi, thôi. Nào. Như này đi cho nó nhanh nè. Đỡ nè, chém nè. Ôi trời ơi. Tôi chết rồi, mà chọn nhầm game. Lâu lâu đi boot lại rì không sợ chim anh em mà chọn nhầm game rồi. Kiếm một game nào nó nhẹ nhàng tình cảm thôi thì không chơi. Chơi đúng mấy con khó thì sẽ gì. Đỡ nào được. Từ. Thằng này nó xấy như là cái gì đây. Bắn đồ à. Ôi xụt. Đúng cảm giác bắn van Loran luôn anh em ạ. Quay tới quay lui làm một viên đạn vào đầu. Thế là đi. Rất nhanh. Rất dịu dàng. Rồi. Cái gì đây. Đang mắc ho anh em ạ. Tức quá hết mắc ho luôn. Rồi.
Tôi nghĩ là do nó hơi lát. Do nó hơi lát đấy, không phải cho tôi đâu. Do nó hơi lát đấy. Hơi lát cái này mà, hơi lát. Không phải cho tôi nha. Rõ ràng phải cho tôi, chắc chắn thôi. Rõ ràng là không phải cho tôi. Tôi sẽ giảm, tôi nghĩ là sẽ giảm số cái xuống đi. Đúng không ạ, giảm số cái xuống đi. Resolution scale cũng 90 đi. Game hơi mờ tí thôi cũng sao. Nha. Không vấn đề gì anh em ạ. Tôi rút kinh nghiệm con game này kể từ sau khi mà tôi chơi con Starfield. Hồi đấy anh em nào mà xem stream thì nhớ con Starfield nó giật không đi. Tôi rút kinh nghiệm rồi. Ấy, thanh niên kia nó cũng bắn ngược sang mà. Nó đỡ nào được. Nào, giữ ship ra, lướt sang bên này. Mày đánh nhiều, u số double kill luôn. Xong xác. Thanh niên này cầm cái chùy cui này trông đẹp phết. Mày làm sao mày? Hả? À, làm sao? Như nào? Bạn làm bạn mình như nào mà ngước đầu lên phát mình như nào? Bắn mình nhiều. Ok kiếm. Cùng nhau đi tôi kiếm. Chầm ba cái thằng cầm súng với va vẫn kiếm. Nhất kiếm. Nào. Nhất kiếm giang hồ mà. Ở đây nhất kiếm giang hồ những năm xưa là người ta phi công hay là lại phi công, người ta gọi là phi gì, người ta gọi là cái gì nhỉ? Phi công à, không phải phi công, tôi gọi là cái gì nhỉ? Tôi gọi là cái gì mà công phu. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta những năm 3000 anh em nhá. Chúng ta công phu kiểu chơi dây. Làm nào? Nhất kiếm giang hồ. Nghe, lướt. Rồi. Nghe đủ dây. Ok. Lướt sang đây, lướt sang bên này lại. Nghe đủ dây. Ui tôi chết rồi. Cái khúc đấy phải lướt anh em ạ, mà may thôi. Khả năng xài kiếm của tôi nó cũng là vô tận, anh em hiểu không? Là nhất kiếm giang hồ mà anh em. Mình cũng biết kinh công, chứ kinh công năm 3000 nó phải khác với lại kinh công những năm cổ trang. Đúng đây ạ. À, cũng dùng dây để mà đi vào trong bảng được nha. Hiểu rồi. Chúng ta đi nè. À, tôi lái cái này được nha. Tôi lái. Ui, tôi xong rồi. Không đọc chat được luôn. À quên, không đọc, gọi là không đọc, xúc được luôn. Phải lo nhìn đường ấy, cái sub trong game này giống như là nó vui ấy, nó cho vui ấy. Anh em công nhận không? Như là cái sub trong game nó cho vui ấy, nó không để làm cái gì cả, tôi không đọc được luôn mà. Vừa cúi xuống đọc phát chết. Vừa cúi xuống đọc phát chết, cứ cúi xuống đọc phát là chết. Nào. Đi đâu? Đi vào đây. Đi vào đây, từ. Lướt phát nữa. Đó rồi. Game được phết anh em ạ. Khởi đầu những buổi không sờ chim. Cái này là cũng dùng gió để đây kinh công, đây mới là kinh công đích thực đây. Rồi vào đây, mỗi lần vào là phải xem trước anh em ạ, địch đầy để phải ít đâu. Ở đây trước. Nào rồi. Còn bóng nào nữa không? Sau đây nhiều máy bay thế. Địch này. Mang cu thấy tôi rồi. Mang cu thấy hết rồi anh em ạ. À từ cái thằng đây trước. Phải sang đây trước. Từ cất trâu để bắn kinh lắm. Con đi trước nè. Chạy trước nè. Lướt qua bên. Lướt qua bên. Mình chưa quen lắm anh em ạ. Cái pha đấy là mình làm chậm xong bấm nút A với D. Ui. Chị đó bạn. Suy nghĩ tĩnh tâm cái chứ. Lên đây được nha. Từ. Sao nó cho mình lên đây. Tôi lại nhớ là Quy là giật cụ chỏ anh em ạ. Ở một cách ở đấy tôi lại nhớ Wii là giật cụ trỏ rất tuyệt vời. Hình như nó hơi quen với lại một con game mà đấy tôi từng chơi trước đây phải không? Một con game mà đấy liên quan tới lại du hành vũ trụ á. Tôi lại nhớ Wii là giật trỏ anh em, mà tôi ấn Wii liên hồi luôn. À thế à? Ca đâu đây? Người ta đang ở B mà mày ca A, thế thì đi thôi. Mình đang ở B sai mà nó ca A thế thì. Ca thế thì lỗi quá. Nào. Đây thôi. Hello bên trai. Mình đang ở B sai mà anh ca A để mà anh cút thôi. À mấy thằng này nó cũng không ấy được anh em ạ. Nó không ấy được thì mình kém trước vậy. Rớt đầu. Có một số cái level thì nó có chứa những cái challenge ẩn anh em ạ. Mình sẽ được thêm một số cái phần thưởng nếu như mình chơi mấy cái challenge ẩn này. Ở những cái máy. Hiểu rồi. Có một cái máy bên đây đây. Xem nào. Khu này là xong rồi đấy. Anh em thông cảm nên lâu vẫn còn ho. Nhưng mà tôi nghĩ lâu quá rồi anh em ạ. Cái này thì bây giờ cũng challenge anh em. Hồi đấy tôi chơi Spider-Man nó cũng giống tôi tự như này. Mà được thêm tiền đấy. Mấy cái tiền này tôi cũng chưa biết làm cái gì. Challenge là cái gì đấy?
Challenge là cái gì đấy bay ơi? Anh đó cho mình hỏi challenge là cái gì đấy? Không bạn nào kỹ challenge đó là cái gì à? À đây đây. Phải không? À. Tức là tôi phải vượt qua những cái mốc này trong một khoảng thời gian nhất định. Rồi hiểu rồi. Vào đây trượt xuống. Đúng chưa? À nó có những cái band như thế này mình phải vượt qua anh em ạ. Phải không trời, mình nhìn không hiểu luôn á. Cái band tiếp theo nằm đâu đấy? À đây cái band tiếp theo là cái này à? Ừ. À đây 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 đây. Nó đây nó đây đây. Rồi hiểu rồi. Đây. Tôi phải sang đây. Chưa? Mình phải đi qua những cái band như thế này anh em nhé. Hiểu rồi. Cái này chuột lên được à? Rồi tôi tưởng chuột xuống này chứ. Nó tiếp cái như thế này à? Ôi bậy rồi, nhầm ơi. Nhầm. Đây chứ. Cũng may là cái dây nó không tốn stamina nha. Cái dây nó mà tốn stamina thôi hết bài. Ôi trời, chuột. À đi hướng nào cũng được à? Hay phết. Rồi. Cái này là phải đạp gió nè. Vâng. Đạp gió trượt rồi. Quay ngược về anh em nhá. Ừ, đạp gió trượt là phải quay ngược về. Vâng. Rất tuyệt vời. Con game này nó ngã từ độ cao xuống không sao nè. Khá là ngon. Sao không nước tường đi? Rồi. Vào đây. Cái này là phải đạp gió lên đây. Vâng, rất tuyệt vời. Thôi dẹp đi. Vào đây chém nhau chứ có phải vào đây để bắt cua đâu mà. Trong đây chẳng có cua cơ anh em ạ. Ôi thật con em dạo này hơi thèm hải sản nhưng mà đây chẳng có cua. Toàn là bắt cái gì ấy. Bắt cọp à? Xuống đây này. Vào chỗ này. Vào chỗ này. Ok. Tổng thời gian của mình là thậm chí mình còn không được cả bạc cả đồng cơ anh em ạ. Không được cả bronze cơ. Cái này là xuống sắt rồi. Thôi. Trời nữa. Đi đang lo bem nhau gần chết. Chơi cái gì? Một game không có map nhỏ nha. Đây thôi. Rồi. Game hay ho phết này mà tôi tưởng game phải tiền đình lắm nhưng mà hóa ra không tiền đình. Thật ra thì mình có hai sự lựa chọn cũng khá là ok. À, subway sub. Mà tôi tưởng có như subway số phù anh em mà thằng cu thì bé tí như cái cọng rơm. Như cái cọng gọi là cái cọng rau muống anh em mà như cái cọng hẻ nước vậy. Nó mỏng nó lóng lánh như cọng hẻ nước vậy. Nó lao trên một con tàu nó chạy như thằng điên thằng khùng luôn. Robot kiểu vai u thịt bắp chém đứt đầu. Đứt đôi người nó tới các thứ nước chạy như siêu nhân luôn. Đáp cái chân lên cái tàu chết. Tàu tàu gì chứ tôi thật với anh em tàu cắt tàu khửa rồi. Xem nào. Ôi nhảy không tới luôn. Và nước sao đây trời. Ôi tôi xin dây giờ đấy. Khúc nãy nào nhỉ. Rồi. Phải đi ngang anh em ạ. Tốt rồi. Hey. Hey. Tốt. Lên đây. Ây. Ủa cái chán tôi còn đây. Nó làm phát chóe người luôn anh em ạ. Hò cái động lực này. Hò cái động lực này. Tôi không tới nữa rồi. Ơ tôi nào xem chúng ta xem điện thoại là máy tính gì đấy chúng ta dời xa cái màn hình ra tí nhá. Lưu ý nhá, dời xa cái màn hình ra tí nhá chứ không ổn đâu. Tôi khuyên thật. Không, anh em cứ để màn hình như bình thường đi, tôi nó không qua được cái đoạn này đâu mà anh em. Sao nó không đi? Cái HD này. Cái AD này nó không như cái ship anh em ạ. Vẫn dữ. À phải ấn ship thêm phát nữa. Rồi hiểu rồi. Ôi trời ơi. Chết rồi, bắt đầu gặp khắc tinh rồi. Rồi tôi. Nào, e tiếp. Xuống đây. Lại e nữa. Lướt tường. Vào cái máy nhảy này. Lên đây. Vào cái máy nhảy này tiếp. Xem nào, lướt tí. À bắt đầu assassin anh em ạ, assassin. Rồi, à nó tự làm luôn. Có 5 thằng tiếp theo ở cái chỗ ấy anh em ạ.
lướt xuống nè. Đấy này, nó bắt đầu đu dây. Rồi, lướt tường. Đây, lướt tường tiếp. Nè. Ê, Lion Quy ạ. Lion Quy. Sao xuống chỗ này không? Chỗ này có cái bẫy. À, rồi, vẫn lên được, vẫn lên được. Lại ứng quy cái này mà tôi quy nhiều quá đấy. Cái này là quy gì? Quy... đâu quỳ hay là như nào đây mà sao có quy nhiều thế nhỉ? Đây rồi. À, đây rồi. Ây, trời ơi. Lướt nhảy nó hơi nhiều anh em ạ. Và bắn tay đôi nó cảm giác nó... không phải tay đôi, tay ba. Cuộc tình tay ba. Nào, lò nẻ nẻ súng trước rồi đã. Sao? Sao còn mình bạn, bạn lùi thì đúng rồi. Lùi thôi chứ còn bây giờ làm sao? Không lùi thì cũng thế thôi, rớt đầu thôi. Có cái này. À. Cái trick là chúng ta giật cái này xuống. Cho mấy thằng kia nó bị đè. Tôi kể trick luôn. Nào. Rồi, lên cái này. Tôi không lên rồi. Vẫn nghe được. Vẫn không nghe được rồi. Nghe được không? Không nghe được rồi. Tôi ngu rồi. Anh có cái bệ ở đây thì nhảy lên cái bệ đi không? Nào. Lướt tới. Ok. Từ từ, đu cái đó, đu. Tắt văng cái. Lên đây, rồi. Rồi. Tính ra cái phím ship này mình dùng rất nhiều công dụng anh em, nhưng mà tôi phải cuốn cuồng cuồng lên. Tôi có phải cà cuốn lên cho nó. Cho nó. Ê. Đang nhìn cái dây thì địch nó cho một cái dây khác vào đâu. Ê. Nhảy xuyên bản hiệu luôn mà. Panel công ty nào làm đỉnh vậy. Ôi. Panel công ty nào làm đỉnh vậy. Công nghệ vượt thời gian à. Đây 53.000 panel nó còn hiện hình anh em ạ. Con này nó làm đến mức độ mà panel bây giờ là chỉ có hiện chữ thôi. Họ đi vào là xuyên luôn. Thôi. Không nên bóc phét bộ game này. Nãy tôi đang định tí gọi là tí body Samsung. Một tí gọi là một tí khích đẻo anh em, khảy đẻo đồng chí này. Nhưng đồng chí cho tôi một quả đạn không thể nào mà trượt được. Vâng, đồng chí tiếp tục cho tôi một quả đạn khác không thể nào mà trượt được. Cái con game này mình có máu nhỉ, nhưng mà cho tôi miếng máu. Rồi, tốt rồi, như thế này được rồi. Mỹ mãn thôi. Ở đi con. Dừng này, né qua bên này. Tới này, né qua bên. Mình làm đúng bài rồi mà. Tới, ta né qua bên rồi lại tới, né qua bên. Nhưng mà thằng kia nó vẫy kinh quá. Nó vẫy kinh quá này mà. Nó vẫy Serif kinh quá. Né được. Tốc độ tới. Vâng. Ơi. Thôi nhá, đừng làm những điều tuyệt vời như vậy nữa. Ok. Không đừng né nè, con game đúc kết kinh nghiệm. Cứ lao tới là bắn thôi, đừng có thắc mắc. Cứ lao tới là bắn với chém thôi, đừng thắc mắc nhiều. Đừng thắc mắc nhiều. Thủ dai. À, tiếp cận từ bên hông. Tiếp cận từ bên hông. Ở đây có một bố kiếm, một bố vạn đồ này. Serif bắn còn Serif chém còn không được anh em ạ. Một van đồ ở đây. Ôi thôi xong rồi. Đu. Vâng, đu dây điện rồi anh em ạ. Có cái khúc chút xíu. Có cái khúc chút xíu thôi anh em ạ. Nãy giờ 3 phút chưa? 3 phút chưa? Rồi. Kiếm tới đích rồi chém còn trượt. Anh em nào đang xem mà chúng ta cứ tranh thủ anh em nha, lấy tôi một ít snack, một ít nước ngọt. Anh em nào mà chúng ta không thích snack nước ngọt thì chúng ta có thể là kêu nhiều sang đây. Chúng ta dạo đầu dần đi. 15 phút nữa để chúng ta ôi chúng ta quay sang, chúng ta dạo đầu dần đi. Chúng ta gọi là chúng ta dạo đầu xong, chúng ta chấp niệm tí luôn đi.
tôi rồi bắt đầu quay về là chúng ta xem lại sau anh em nha. Chứ còn tầm này tôi thật với anh em, tôi cũng đang dạo đầu đấy, nhưng mà dạo đầu này cảm giác nó lâu lắm, mình có thể đỡ được mà không đỡ ta, có thể đỡ được mà đúng không? Cái vấn đề là tôi ngu rồi, tôi bình tĩnh này, im lặng bình tĩnh này, tự tin khoa cái tính này, rồi ok tốt. Có cái thằng ngu nãy giờ 500 lần chưa xong. Ôi ôi và ui à, sao ơi làm sao này, làm sao thằng kia giỏng giạc làm thế này này biến cả mình mất. Rồi tốt, con bé mượt ấy, con bé mượt ấy, con bắt đầu tới mấy cái thằng cầm kiếm nó bắt đầu nó không chém được tôi nè mà chốc rồi ok nào, ok cái keyword là phải bình tĩnh thôi anh em ạ, đừng có vớ vẩn. Và không có dây nào cứu nổi luôn cái pha này luôn mà. Game này thế nào ấy nha. Đi lên cái banner, đi lên cái bảng hiệu ấy thì mà đứng lâu vãi cả trường, nhưng mà đi lên cái mỗi lần con game này. Con game này mỗi lần chết tôi có cảm giác nó thật ấy. Nó thật lắm. Chết 500 lần rồi anh em mà vẫn cảm giác rất là thật. Tôi đi chỗ này được này, nhưng mà tôi không đi anh em ạ. Ơi đúng lý do tại sao tôi không đi là vừa rồi đấy, chúng ta vừa mới thể hiện một cái pha lý do tại sao tôi không đi anh em. Nào đi thẳng quẹo trái này, mắt nhìn thẳng này, xâm căng trường này. Ôi trời, tôi vừa làm một thí dụ cho anh em nào mà chúng ta sắp sửa chơi con game này, đó là kiếm không chém được đà. Kiếm thì có thể đỡ được thôi, kiếm chém được nha anh em chơi thì em đùa giúp tôi là tay không đỡ được. Nãy đi tôi cố gắng là tôi dùng tay mà tôi đã đạt, tại vì tôi nãy đây tôi cũng thấy là ở cái màn hình đầu game ấy thì nó cũng dùng cái đồ gọi là cái đồ hàng để mà nó gọi là nó hàng cái tay thanh niên lại. Tôi cũng nghĩ là chắc thanh niên này tay cũng thuộc cái hàng sắt thép. Nhưng mà không, tay này là tay thuộc cái hàng gọi là cái hàng đồng nát anh em ạ. Tốt rồi, bắt đầu tốt rồi đấy. Một tí vào đây này, rồi bắn đi em, bắn nữa, bắn mãi đi em. Cái thằng ngu này này không ship kịp, hôm nay cái trả tao về chỗ này hoài vậy, trả tao về cái chỗ giữa đường được à. Cặp thằng ngu đó tôi mệt lắm rồi đấy. Tiêu chí hôm nay là tôi định chơi con game này một tiếng đồng hồ anh em ạ. Vui thì chơi tiếng rưỡi, không vui lắm thì chơi một tiếng đồng hồ, tiêu chí là như thế. Tôi bắt đầu thấy là muốn thoát con game sau 30 phút rồi. Có mỗi khúc này thôi đấy. Nào, mày bắn đi. À mày chưa bắn được tại vì xa quá. Mày bắn đi. Đúng rồi, tao đỡ trước này, đỡ đi cho nó chắc. Mình đỡ đi cho nó chắc. Thế thôi. Nhận nhà. Nào. Rồi. Thế thằng ngu nữa chứ. Dây không kịp luôn à, lại về khúc này. Vẫn cứ là cái gọi là cái căn nhà sự truyền thống. Khúc nào có khó tí là tôi chơi khoảng tầm 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Rồi. Ok. Tôi đu qua đây được không trời. Thôi. Chơi cái đường an toàn tí đi.
chơi cái đường an toàn tí đi. Tức là kể từ giai đoạn mà tôi chém được cái thằng đỏ đấy, thằng xanh nó bắt đầu bắn luôn rồi. Nó không từ nang gì, nãy giờ tôi chơi 30 phút cả anh em ạ, không từ nang, không từ nang. Tao cũng biết là con game là hack and slash rồi nhưng mà vừa thôi chứ, hack tôi cũng vừa thôi chứ. Hack là tao hack cái này, không phải là thằng làm game hack, mày hiểu không? Ô, đỡ đạn bắn ngược lại luôn. Hay ho phết. Nào bắn đi em, bắn đi em trai. Đúng không em trai? Né sang bên này, lướt tới này, né sang bên này, chém này, lướt tới chém này, mày phải đập đạn chưa hả? Cuối cùng xếp cái đạn này. Quay vầy à? Thì cái màn này chắc cũng là cũng có cái banner này, à, gọi là cái gì nhỉ? Có cái cục hồi nãy để mà đấy thôi. Ơi lùi lại. Đánh địch nó gọi là căng như tàu lá chuối luôn, căng như cái quần đùi tôi đang bận luôn. Nhưng mà chúng ta kéo một cái bảng hiệu cho nó vui để mà chúng ta gọi là mở đường, chúng ta đi chúng ta chết cả mình luôn. Rất tuyệt vời. Một game còn cách nào để chết nữa không? Phải cho tôi hết luôn đi cho nó nhanh. Ui cái gì đây? Nhìn như bốt này. Cái này là cái gì? À cái này là cái thang máy anh em ạ. À. Như bốt luôn. À đi rồi, xong một màn rồi. Nãy giờ mới xong một màn, 30 phút. Tổng đến cái màn 2. Màn 2 thì nói chung nó khó màn 1 cho nên là tôi đặt tiêu chí luôn là tầm khoảng 1 tiếng. Gì này? Ô gì này, gì này? Robot nó bụng gì này? Ariman. Ở đây bắt đầu truyền ý thức vào trong cái xác à? Đúng rồi anh em ạ, Ultron rồi. Game này thì trong cái thời kỳ tương lai mà thành ra là nhiều khi là cái tư tưởng ký ức con người anh em ạ, nó được truyền vào trong máy móc. Bây giờ là máy móc kia nó cũ rồi, nó truyền vào trong một cái máy khác để mà tiếp tục sống. Ồ mình gài thẳng trong đấy luôn anh em ạ. Ở đây tôi diệt thằng này nè. Ui tôi chết rồi, thằng này nó cũng rút kiếm rồi. Ok, vậy là mình vào đây mình sẽ câu giờ anh em ạ. Mấy thanh niên này thì đang truyền ý thức. Tôi thì phải câu giờ. Ui ồ, nó không truyền ý thức không thôi. Nó truyền luôn cả sức mạnh bùng nổ là cái gì? À, dùng cái năng lượng điện này kích vào đây. Cho thanh niên này có thể nói là tỉnh dậy hay là ngồi dậy, sống dậy hay là bất cứ thứ gì dậy. Ôi dậy luôn kìa. Nó tưởng từ từ mới dậy chứ. Master luôn mà. Tôi có từ bốt cuối thì phải từ từ chứ. Cái gì mà vào được cả bốt cuối luôn à? Mà sao thanh niên này nhìn nhỏ thó này bốt cuối à? Ui đây cánh tay trái cánh tay phải rồi. Cánh tay trái thì đồ như là vận động viên, cánh tay phải tôi nói thật với anh em, nhìn như này chắc phép thủng rồi bắn bét tay là nhà rồi. Hồi thấy tôi luôn rồi anh em ạ. Còn có cả cái gì đây, cánh tay giữa à? Ba cánh tay à? Thanh niên này có, tôi sẽ nói như này nha. Tay thì nhìn thấy lực rồi. Ta sẽ có cánh chân trái, cánh chân phải và cánh chân giữa. Thằng này thì đồ quá bốt luôn à? Đâu rồi? Ui. Cánh chân trái nó thốc tù phát anh em ạ. Tôi chém luôn xem nè. Ôi ôi ôi. Tôi đâu này? Tôi là đây, đâu là ai? Chém luôn. Ôi. Chém luôn. Nhảy lên. Nhảy lên nào. Ôi. Nhảy lên. Ôi. Đỡ. Thằng này không đỡ được anh em ạ. Thằng này là sao đây? À, không kịp nói là cái gì luôn. Mình không kịp nói nó làm cái trò gì luôn. Thường thường là chúng ta sẽ chúng ta hay xem anime thì chúng ta sẽ đọc skill trước khi chúng ta chi chuyện.
và đối thủ cũng sẽ đọc lại cái skill đấy để mà biết cách để né anh em ạ. Tôi chưa kịp mở mồm ra là à có phi tiêu à. Phi tiêu tới mồm tôi rồi anh em. Cảm lạnh quá nha. Tôi chưa kịp mở miệng là cái này là à thằng này có phi tiêu à, thì cái phi tiêu nó tới miệng tôi rồi. Ôi, cảm giác này chém nó vào máu luôn anh em. Nó né thôi. Anh ơi, anh chém hay không? Anh chém đi chứ. Cái lướt lướt cái này. Đang bình tĩnh em, đang bình tĩnh. Ba. Lại chuẩn bị phi tiêu. À thì phi tiêu tới mồm. Đâu rồi? Ui. Không may nhảy kịp anh em ạ. Tôi phải phản xạ phải được cái tầm. Nó sẽ chém phát. Rồi tới tôi chém này, rồi tôi lại lướt ra này. Đắt sâu rồi. Tính đánh lại, đánh một cái hai cái thôi. Ui. Tốt. Lại lùi ra này, lại phi tiêu này, phi tiêu này. Nó phi tiêu này, Làm gì? Anh giáp lá cà với em à. Anh chỉ được cái to thành nhá. Ai kinh vậy? À đây là đồng minh nhá, đồng minh. Ê, lướt lên. Rồi. Ui sụt, vừa đánh nhau vừa chạy đi hình nè. Anh ơi, anh hồi nãy anh đưa tay anh cứu em, anh đâu anh ơi? Em không kham nổi cái vấn đề này anh ạ. À. Cá phi. Mày cũng cá phi tiêu thế thì tao né ra được. Ôi, thôi, anh ơi, anh lại gần tí anh ơi. Anh đồng minh của em hay là anh là địch mông đây. Đồng minh thì mình hỗ trợ nhau thế nào chứ anh như cái đỉnh mông ấy. Ôi. Tôi cút rồi. Đây rồi. À. Mày đâu rồi? Đâu rồi? Ôi sụt. Nào. Tôi đi rồi đấy. Mày nhìn tôi nhảy pha đầu thấy tôi đi rồi đấy. Ép để mà nhận sự trợ giúp. Ép đi anh. Ép mạnh lên anh. À không, ép có thời gian hồi chiêu. Mày chém thì mày chém đài đi, mày đừng có lướt lướt nữa, tao mệt. Tao rất mệt. Nửa cây chưa anh trai? Giật điện chưa anh trai? Lùi. Anh kia bắn như không bắn luôn. Ừ thì đã bắn nhưng mà bắn như không mà thôi đấy nè bạn. Bắn như không luôn. Bạn ơi. Đúng rồi đấy. Đánh thì đánh đi, lướt lướt. Khó chịu. Ừ. Tốt rồi. Cho gì. Nào anh ơi. Đủ ý. Nó giúp ở cái tầm mà tôi phải quay tới 360 độ thì tôi mới nhìn thấy được cái mặt nó anh em. Mày đứng ở trước mặt tao mày chết à. Hả? Mày đứng trước mặt tao mày chết à. Hay như thế nào đấy cái thằng lùng này. À, nãy tôi để ý kỹ rồi anh em ạ. À. Lúc mà tôi rớt xuống kia nó đưa tay ra tôi nhìn thấy kỹ rồi. Để ý kỹ rồi anh em ạ. À. Trông nó có vẻ giống người đấy nhưng mà nó lùng lắm. À cái thằng lùng này. Hả? Mày mà hay mày cho tao cái bộ giáp bay cái đi. Cũng được đi. Mày biến tao cái. Mày giúp cái kiểu gì đấy. Tôi cũng phải để ý là xem cái thằng ngu đang đứng đâu anh em ạ. À. Anh lướt nó vừa thôi đánh nhau đánh đại đánh. Anh lướt nhiều này. Từ cái thằng ngu đang ở đây nha. Lên luôn. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ủa sao phay 1 mà chém cái chạch cái thôi mà sao phay 2 chém cái chạch cái cũng có cái tia tia vậy đó. Nó lao ra đi. Khó đấy, tao biết là khó rồi đấy. Nhưng mà khó nó vừa thôi. Trời. Pha nãy tôi biết sao tôi né luôn anh em ạ. Ồ tí cút rồi đấy. Tí nữa là mình cút đấy. Không, mình không tí đâu anh em ạ. Mình cút luôn rồi. Ôi, dạo này game nó làm sao ấy. Hồi nãy tôi nhớ tôi chơi game ở đâu có như thế này. Hồi tôi nhớ tôi chơi game đâu có như thế này đâu. Mà game vào nó có thời gian chiêu nó như thế nào chứ.
À đây rồi. Vâng. Game này game gì chứ? Tôi thấy chơi ngu thôi anh em ạ, tôi lướt ngu đấy. Tôi mới làm một trò rất ngu. À nó hồi lại liền, hồi lại liền. Tao nói rồi, mày chém đi, mày chém đại đi. Không. Cả lướt hơn nửa máu rồi. Thôi mình lướt đi thôi, cái chuyện này là chuyện bình thường. Hiểu không? Anh hiểu không? Anh lướt thì em lướt. Anh lượt em lượt. Anh khạc em khạc. Nè. Anh khạc em, anh khạc em khạc. Từ đâu rồi? Rồi, tốt rồi. Anh Filty anh em ạ, anh Filty. Anh này tôi gọi anh này là anh Filty anh em nha. Sao kiếm giật giật đấy? Hả? Anh này. Sao kiếm của anh nó giật giật đấy? Hả anh Filty? Ôi, em lướt nhầm vào chỗ anh. Nào. Anh, thế đi, thế đi. Ui bạn ơi. Tốt rồi. Đây rồi, đây rồi. Inbo season. Đâu? Inbo season này. Ui, không, tôi nói thật với anh em nhé. Boss con game này còn dễ chán. Như là cái màn mà à, nhảy cái bảng hiệu mà tàng hình hồi nãy đấy. Tôi nói thật với anh em là ô tên điên này Samurai à. Tự mố bụng luôn. Tự mố bụng luôn. Được. Hảo hán phết. Em chơi thêm thấy nó lùng chưa? Ok. Bọn này nó chết rồi. Bọn này nó vẫn còn máu trong người nhá. Nó không phải là full máy. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì vậy? Ở đâu ra đấy? Ô thanh niên này bọn này là bọn bọn của chính phủ rồi. Bọn của thanh niên nãy rồi. Đây. Nhân danh cái gọi là cái cao xù anh em mà mấy cái này bắt hết luôn. À không, từ thanh niên kia là của bên khác. Còn mình mới là của bên chính thống. Thanh niên kia thì không được cấp phép, vẫn tới hỗ trợ nên bắt đi. À, tức là bọn này giống như là bọn nói thế nào nhỉ. Con game này như bắt đầu có 3 phe rồi. Một phe là tôi giống như dạng như là tôi là lính đánh thuê ấy. Nó không biết nói như nào nhỉ, gọi là như thế nào nhỉ. Tôi là tức là tôi vừa bên chính phủ và vừa bên thứ ba luôn. Thì bên thứ ba nó mới giới thiệu cho tôi một cái anh lùng lùng mới tới hỗ trợ. Cho nên là mình vừa với phe chính phủ, bộ chính phủ nó không bắt tôi mà nó bắt anh lùng lùng kia. Ok. Tôi chơi cũng được 4 mấy phút rồi này. Cuốn phết. Chơi tiếp không? Good job out there. Ông nào này? Glad you're in one piece. Đồng chí. Anh này tên là Saul anh em ạ. Trong bụng cũng hơi gọi là hơi phát tài phát lộc đấy. She was worried sick about you. Có cái gì đấy? I will. And yeah, this guy mình còn đổi cái tầm nhìn với ai được à? Như nào? Might be worth checking. Chắc là có cam bay vòng vòng. Oh, and drop by later. Cho nên chúng ta có thể kết nối mấy cái cam khác. Sure. See you in a bit. Later. Ok. Vậy đây là căn cứ địa của tôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi anh em ạ, đúng rồi anh em ạ. Khả năng cao ấy, tức là nó có 3 phe, một phe là như thế nào nhỉ? Tôi không biết phải nói như thế nào anh em, tại vì cốt truyện của game tôi chưa rõ lắm. Mỗi lần tôi cú sút đọc là nó thật với anh em là cái đầu tôi nó bay rồi. Thôi, chúng ta sẽ tập trung vào trong cái nhánh gọi là cái nhánh. Vào đây tôi hơi lag anh em ạ. À. Khu ngoài kia rộng vải trưởng chém nhau như chị không lag, vào đây lag. À giữ ship chạy nhanh hơn. Bây giờ bắt đầu giữ ship chạy nhanh hơn. Quên trai. Em nói thật là em rất là tiếc anh này tên là Bakunin anh em ạ. Bakunin. Đấy tôi có tưởng tên là Bayin hay là cái gì đấy, tưởng anh này người Hàn Quốc chứ. They weren't even all there. Right. Well, one down, three to go. Ta vẫn còn 3 thằng nữa để chiến anh em ạ. À. Hiểu không? Tức là có một phe ác đi. Ta tạm thời nói như này, một phe ác, một phe tốt nhưng mà hơi bù nhìn tí. Thành ra là từ cái sự bù nhìn đó nó hình thành phe thứ ba. Phe thứ ba là phe của anh này. Và phe của anh xếp này nói chuyện với tôi. Ta nói như vậy. Thì tôi thuộc cái phe thứ hai. Nhưng mà tôi cũng nhận nhiệm vụ phe thứ ba. À. Anh có thể giúp tôi chống lại bọn nó được không? À đây tính ra là tôi thật với anh em chửi vài câu thì cũng bắt đầu là cũng sáng tỏ cái đầu rồi. Đầu nó cũng mở mang chi ốc ra tí, có thêm nếp nhăn. Nên là hai pha sau tôi phối hợp khá là nhuận nhuyễn. Rồi. Có vẻ như chỉ là những cái bước đầu tiên của cái vấn đề của Thanh Đa Ma thôi em ạ. Thế thì anh biết gì về Asura? Asura là cái thanh niên cánh chân giữa thì phải, tôi tưởng là cánh chân giữa.
You single-handedly took down the Keymaster who's been in power for 20 years. Imagine what they can do if they work together. Ok, các bạn thanh niên kia liên hệ với vậy thanh niên Keymaster phần 1 nhé. Phần 1 thì chúng ta đánh với lại Keymaster. Phần 2 thì sẽ với lại thanh niên, tôi quên tên rồi. Nói chung là tên gái tôi nhớ nhầm lắm. Tên này tôi quên rồi. Ha, Ahima gì đấy, nhớ Mitra's body. Most likely. Anyway, I knew he was going to make a move on the reactor, but I didn't know why. So I came to try and stop him if he pulled anything really dangerous. By yourself? I don't have many friends nowadays. À không. Besides, I had a feeling you might show up. Thanh niên này hình như là, tức là không có bên thứ ba, chỉ có hai bên thôi. Thanh niên hình như một thanh niên gọi là thanh niên kiểu như hoạt động một mình đấy. Được phết chứ chứ. Anh ơi, anh này giờ người của em anh ạ. Hay anh bố láo bố léo, em rút kiếm em chơi luôn, thả anh này ra. Nhanh lên. Anh này trông tuy hơi lùng nhưng mà có vẻ nói là không lùng lắm đâu. Không đứng ngang hàng tôi đây này mà không lùng đâu. Mà khả năng, kỹ năng của này cũng được phết đấy. Anh xin phép anh là anh có thể nào anh cho em mượn cái chìa khóa không, chứ anh rớt đầu bây giờ. Anh lơ tôi luôn, anh nhìn chỗ khác luôn. Mày được. Cũng may mày là người của bọn chính phủ đấy, tao cũng chém mày rớt đầu. Tao còn nhận nhiều tài nguyên thiên nhiên ở đây. Có cả máy chơi game này. Những năm cyberpunk này mà còn cả máy chơi game thùng ở đây mà. Cái chị này chắc là, chị này chắc là nâng cấp và ui thủ sinh thế. Sinh nhưng mà hơi đơ nhá, răng hơi liền môi này mà. Mô đồ cái gì này. God, this is a mess. We don't know where these Asura came from. Không biết là Asura ở đâu. Và bọn chúng đang cần cái điều gì. Đấy, không biết là phải ngăn chặn bọn này là thôi. Ok. Bữa này cũng nói chuyện thôi. À không clip được anh em ạ. Thế thì cô đang làm cái gì đấy? That's what I should be asking you. I mean, tôi đang cần hỏi anh đấy. Nó thật sự là một cái điều tuyệt vời là anh còn sống. I'm not talking about today. I'm talking about last year. Mới hôm nay à, mà là năm trước anh em. Thì con game này thì sau cốt truyện sau một năm là tôi dọn đường thanh niên Keymaster rồi. Waking up like nothing happened. Dạy như không có điều xảy ra luôn. Tôi thật với anh em, chứ cỡ cái trình độ này, tôi thật anh em là chơi phần 1 nhé. Phần 2 chắc anh em phải gọi là phải điều luyện vật lộn. Còn tôi phần 1 cũng chơi. Phần 2 vào như thằng chết trôi. Chứ phần 1 Keymaster giống như là đứa nhỏ được 2 tháng tuổi ấy, kiểu dạng dạy. Thì nói chung là mình giết được. Con game này vào nó không giới thiệu là tôi mới có phụ tùng mới, tôi chưa quan tay, hay là tôi có cái vấn đề đây tôi chưa quan tay anh em ạ. Tôi chỉ vào là giết luôn. Thật ra là khả năng cao, thế nên cái Master chắc là cháu 2 tuổi. Thì tôi mới gọi là tôi mới giết nhanh như vậy. Còn bọn này giống như mới đẻ ra, kiểu thế. Không đánh nhau được. Còn mình thì 3 tuổi, kiểu dạng dạng vậy đấy. Could they have been in hiding all this time? Yeah, in theory. But why? And how? The tower's not that big. Okay. Oh, and before you go, we've managed to get a hold of one of the original GR augmentation units. Thì có vẻ là cho mình một cái món gì đấy. Yeah. Mình chưa thấy nó lâu rồi. À, đồ có vẻ cũ anh em, đồ có vẻ cũ. Xem nào, xem cái đây là cái gì. Một cái GR gì đấy anh em ạ, để xem nào. Đâu? Đâu mày? Chắc từ từ mới lấy được. Phải nói chuyện hết với cái đống này. Ui trời khung. À cái này là cái bù lông ông tán ốc vít rồi thôi, clay thôi. Tôi cứ tưởng cái khung robot. Trong cái cục này dày dày, nhìn tưởng cái tay. Búa tương lai trong ảo ảo này. Nó ra tương lai người ta vẫn xài tu vít với lại clay. Tôi tưởng tương lai nhiều khi là chỉ cần nhìn thôi là tu vít nó tự bong ra rồi. Đấy, cái này là cái gì đây? Cái này giống như cái đốt sống anh em nha. Trông giống như Cyberpunk 2077 nha. Này là cái giường. Chắc giường em kia. Lên hít phát. Không biết là ở những năm 3000 như thế này trên người toàn máy với móc mà tao đi tắm không nhỉ? Chứ tôi hửi thấy mùi hơi khắm. Khắm lắm. Ui gì vậy? Gì đây? À đây, GR Augmentation Unit. Mình sẽ vào đây để nâng cấp chip. Rồi, nâng cấp chip sẽ mở khóa được một số cái. Làm ơn là Phước nâng cấp cho em lên cái giáp, cái mình ạ. Giáp một đòn bắn được. Đừng có nâng cấp là lướt lâu hơn hay là chạy nhanh hơn hay là có thể là bắn dây nhanh được. Mấy cái đấy nó cũng không có tác dụng gì đâu. Cho em thêm một lớp giáp là cái gì đấy được không?
À, cái này thì khi mà tôi làm chậm thì nó sẽ bớt đi 25% stamina. Ừ, cái này cũng được, cái này cũng được, cái này cũng được. Dành cho những trường hợp mà tôi cuốn vậy trưởng tuấn hai ba lần không sao. Được. Lướt thì tốn ít hơn 15. Có giáp có dũng nhưng mà ừ. À, bắt đầu chúng ta sẽ quét được kẻ địch rõ hơn. Cái outline sẽ màu đỏ. Hợp lý. Này là gì vậy? Cái này là phản đòn anh em ạ. Ai phải đọc hết skill anh em rút kinh nghiệm nha, chơi con game phải đọc hết tất cả skill trước khi nâng cấp. Tôi lỡ thôi, không khác được anh em mà lỡ thôi. Ok. Tôi nghĩ là về sau thì chắc mình phải chơi nhiều cái thử thách mà vàng bạc đồng ấy. Nó có thêm nhiều tiền. Tốt rồi. Nó có những cái gọi là cái gì nhỉ, còn cái bản mạch mẹ anh em ạ. Ui ôi, mà chip thôi là quá nhiều rồi. Con mèo nhà tôi nó đang tìm đường đi anh em ạ. Nó tìm được đường đi rồi. Tại vì đứng đây nãy giờ phải 15 phút rồi, nó chưa tìm được đường anh em, bây giờ đã tìm được đường rồi. Tốt rồi đấy. Tôi tính quay sang tôi mở đường cho nó nhưng mà thôi nó đi được rồi. Ok. Ôi trời ơi, mà muốn cài chip hoạt động là mình phải có bộ nhớ nữa, còn phải nâng RAM. Nâng SSD. You can now place your ui trời. Tức là mở chip ra xong rồi còn gắn chip vào cơ chứ không. Đây, ui ôi. Mở chip ra rồi. Chip nó còn tốn một cái lượng RAM nhất định nhưng mà gắn vào nữa. Ui rồi không gắn được ba chip. Không gắn được ba chip không đủ thanh RAM. Ui rồi. Ui rồi các bạn ơi tôi sẽ xịt tầm đi. Amo nào. Tôi có cái kiếm khác anh em. Ui cái này trông cũng cái này trông nó kiểu nó cyberpunk, còn cái này trông nó katana anh em ạ. Katana trong thời kỳ tương lai anh em nhá. Có cả cái nếp ở đây này. Mấy cái này thì ba cái đồ va vẫn thôi không có vấn đề gì. Hiểu không? Ui về sau có Shuriken nhá. Có Shuriken nhá. Được. Mà tân AD là phải chơi những cái món như này. Gì đây? Hộp gì đây? Hết rồi đấy. Hết rồi đấy anh em ạ. Nhiêu đấy rồi đấy. Đây là cái gì? Đây là cái bồn rửa bát tương lai anh em nhé. Đây. Anh em nào chúng ta có ý định trạng vương thì đây bồn rửa bát trong tương lai. Lấy vợ như năm 3000. Không phải 3000 đâu anh em, mà tôi không nhớ con game này năm bao nhiêu nữa. Đây là cái gì đây? Có cả cửa nhưng cửa không đi được. Khu là cái gì này? Máy tính, máy tủ. À đây, súng đây, cho em cây chứ. Mấy anh ơi, cầm kiếm nó không có lực. À đây đây. Mấy anh ơi, cầm kiếm nó không có đủ lực nữa mấy anh ơi, cho em cây súng chứ. Em tân AD mấy anh ạ. Không được rồi. Nó không cho cầm súng anh em. Súng lục được. Vừa kiếm vừa súng cay. Kèo thế. Tên đi Saun đây. À. Hình như đây là cơ thể phần 1 của tôi đây này. Ui mất cả chân à. Ui trọt thế. I missed our Anh này appointment trong today. phút lọc thọ phết nha này. Nhưng mà Yeah, don't worry, Jack. I was just gonna tell you finished all the tests. À. Kiểm tra một số And cái you're test fit anh as em a ạ, tôi đã fiddle, xong rồi. a heavily augmented transhuman fiddle, but still, the meaty parts of you are in great shape. Rồi. Good to know. Tức là thanh niên này như là truyền cái phần ý thức qua bên cái máy thôi, còn cái phần người của tôi nó vẫn còn nằm bên kia. À mình Do hỏi cái you này. remember these GRs from before the coup? Not a chance, Jack. Anh có You nhớ gotta những cái nâng cấp understand, there này? was not a lot of overlap between the architect's official business and us, lowly base dwellers. Sure, I've lived through the Ghost Runner's introduction and downfall, but the closest I ever came to meeting one was when they were arresting someone in my district. Before I had my hand in putting you back together, that is. It wasn't until my 60s that I started doing the exciting stuff. Better Là late sao? than never, I guess. Là sao? Có vẻ thanh niên này như thế nào nhỉ? Không biết nó như nào nên mà con game này thì Was nó có những cái thuật Connor ngữ hơi always like lạ tôi. this? Ever since I've known him, but
Còn cái này đang nói chuyện về thanh niên Connor. Tôi không biết Connor thằng nào đâu, hình như Connor là cái thằng mà liên lạc với tôi lúc mà tôi đang bay nhảy bắn nhau á. Không đọc kịp mà, làm sao đọc, cũng có thời gian đọc luôn. Một cú súng phát là ăn viên đạn chết mà. Có vẻ như có một sự gì đấy xảy ra với thanh niên này. No buts, I just get it. Ok, thế thôi. Game này nói chung là tôi tập trung vào chém nhau nhiều anh em. Cốt truyện chắc là tôi đọc đâu đấy thôi chứ còn. Sure, why not? Trong cái lúc mình chém nhau là mình bỏ lỡ biết bao nhiêu cốt truyện game rồi. I extracted out of our dead fellow right here. Thought it might come in handy. Anh đi cho tôi shuriken ngon. No need for that. Just use it carefully. Ok. Preferably not in this room. I'll try. Đây rồi, có shuriken anh em ạ. Shuriken rồi. Ui. Nó phải như này chứ, God Sinner nó phải có shuriken chứ không đi được. Ok. Đâu? Shuriken nút nào? Dứt luôn. Không được à? Như đây đồ của phần 1 của mình đây. Tôi thì phần 1 tôi chưa chơi. Tôi cũng chỉ lía sơ thôi anh em, tại vì tôi nghe nói là game tiền đình lắm. Và tôi cũng không biết là nó có ra phần 2 hay không, là tôi không coi nhiều. Đi được chưa các bạn ơi? Bây giờ nói chuyện với lại Connor à. Thanh niên này không phải Connor anh em ạ. Connor là thằng nào đấy? Em ơi, cho anh hỏi là Connor là thằng nào đấy? Thằng Connor là thằng nào ra đây phát tao nói chuyện phát Connor ơi. Còn thằng nào ở đây đâu nhỉ? Connor ơi. Bạn Connor ơi. Có thằng Connor ở đâu ấy nhỉ? Phải lên đây à? Did you hear the news? Victor. À đây Connor đây. À đây đúng này ạ. Thanh niên hồi nãy nói chuyện với tôi đấy. Thanh niên này chắc trước hợp tác với mình. Nhưng mà sau này, sau khi mình gọi là mình chết một năm, mình ngồi dậy thanh niên này có vẻ như là cơm áo gạo tiền nó hơi đấm vào mặt rồi. Hay như thế nào đấy? What? Those schmucks from the reactor? Well, you already took down one of them. Which concluded in them leaving and us securing the place once again. So I don't see that as a bigger problem. Anyway, let me know when you're ready. Ok. Giờ hỏi một số cái này mà. Thật ra con game này tôi cũng muốn hỏi nhiều vì có hỏi tôi không chả hiểu. I'm ready for the church mission. Vào luôn. Đi luôn. About time. Leave the HQ. Ta có một cái nhiệm vụ ở nhà thờ. Zoe will bây giờ mình đi quay trở về lại chỗ em Zoe, đem Zoe cho tôi cái thông tin. Dismissed. Đi luôn. Rắn phết. Sếp phải ngầu lòi như này anh em nha. Ủa đi luôn à? Tôi tưởng là phải nghe nói nhiệm vụ này nọ kia chứ đi luôn à? We là shuriken rồi, ok. Đúng đây. Cái chỗ này có vẻ hơi to đấy. Ui tôi chết, tôi bắt đầu gặp thêm đối mới à, robot à. Bây giờ mình dùng shuriken để mình em cái thằng này lại được nhá. Ok. Ấn 1 để mà chuyện. Ấn 1 để chuyện qua shuriken nè. Sao nãy tôi thấy bảo quy là shuriken mà. Ui shuriken này nó cũng không phải có energy này, cũng có thời gian hồi này. Không, thời gian hồi thì tốt. Tôi cứ tưởng nó tính theo cái lúc đấy nó mới cút đấy. Mình có thể dùng shuriken để mình phá một số cái nhá. Ngon, cái này là bãi nước anh em, tụi cái này đi xuống chứ. Được rồi, đó là số 1, sau này chắc có số 2. Số 2 chắc là hàng khác. Ui, chỗ này giật thế. Con game này mỗi lần vào mấy cái chỗ mà nhà giật nhiều hơn là này thì ui, phải canh. Tốt, ngồi xuống lướt qua. Ống nước mà không chém được nha. Cầm kiếm như thế này mà không chém được. Cái lách chút xíu vậy. Gì đây? À có thêm thanh đam, ngon. Ủa rồi, có thêm thanh đam, anh em ạ. Sau này có thanh đam về chúng ta lại gắn vào trong kia. Gắn luôn được không? Không gắn được. Không game còn cả photo mode nha. Rồi. Lên đây luôn. Lướt cái. Nhảy. Lướt cái.
đu dây, lướt cái, đu dây, đu dây tiếp, ấy, hơi sượng, nhưng vẫn qua được. Vào đây, rồi, lướt cái, thôi ngu rồi. Và tôi vẫn chưa quen với cái lại cái drone nhá. Tức là không biết lúc nào nó trúng cái drone, lúc nào nó không ấy. Này, như cái này thì dễ này. Nãy tôi thấy nó kiểu nó cả xuống anh em ạ. Khó hiểu vậy chứ. Nào. Thằng nào đâu? À đấy, ok. Tính ra là cái bọn này nó có cái ao lam màu đỏ là ngon đấy, dễ nhìn này. Như cái đợt trước không hiểu gì luôn. Nhưng ui. Về tận đây à. Tốt rồi. Không phải lướt là mình đi xa đâu nha. Cũng là đi xa đấy nhưng mà đi xa lắm. Khúc này mà không lướt là đi rất dễ. Tôi quyết định tôi lướt đi cho nhanh. Nhưng mà lướt đi thì đi không nhanh lắm, chỉ đi xa thôi. Rồi. Ây. Vậy là đỡ sẽ bật đạn lại này, hiểu rồi. Ồ đúng robot anh em ạ, chắc là bọn này không tắm rồi, tại vì tôi thấy là có vẻ như là nước sẽ có tác dụng khá là lớn với bọn. Ơ cái gì vậy? Chém đủ 3 thằng rồi mà. Vào những năm 3000 thì chúng ta không tắm anh em nhé. Sang khứa này trước đi. Ok. Mấy khứa này bây giờ sao đây? Bắn đi em. Mình đã để tay sẵn để ba ri rồi anh em ạ. Bắn đi em, phát nó bắn thật. Nói đùa vui thôi em ơi. Bắn đi em, phát nó bắn thật. Bắn luôn. Bắn không nể nang gì. Trời ơi. Anh em công nhận là con bot này nó dễ hơn bọn này nhiều không? Con bot này rất dễ luôn. Tôi ngu rồi. Con bot này tôi thật công nhận với anh em là con bot này siêu dễ luôn. Còn bọn này nó mới là khó. Rồi. Ôi xời ơi. Nó còn bay từ từ. Mình đã canh cái viên đạn là nó bay chính xác vào cái thời điểm đấy. Đạn nó còn bay từ từ. Nào. Em yêu. Chém loạn lên. Ui. Ok. Mình có cái này mà. Cái này ném mà phải chính xác và đúng tình huống anh em ạ. Hết shuriken rồi. Trời shuriken hồi lâu vậy. Tao mày thi gan. Ô chuột à. Tao mày thi gan. Đau chưa. Nhẹ nhàng. Ok. Cái này là cái vàng bạc đồng đây. À không, cái này là cái ấy thôi. Cái nấc để mình gạt cho nước nó xuống thôi anh em ạ. Hiểu rồi. Cái party gang anh em thấy bản lĩnh không? Mình gọi là mình vừa samurai vừa ninja trong cái thời buổi God Runner thì nó phải thế này chứ. À. Ui trời. Mình không được làm như thế này anh em ạ. À đâu. À phải nhanh. Và như cái này là một cái phòng lab nha. Ôi. Tóc tôi còn ít lắm, tôi chưa cần cắt tóc nhiều như vậy đâu nha. Nó phát cũng như là ngồi sao chơi này được. Bình thường. Ui xồi ôi. Rất nhàn nhà. Lên đây này. Con game này tôi khuyến cáo anh em nên chơi chậm thôi. Đừng chơi nhanh. Chơi nhanh kiểu gì anh em cút. Tốt rồi. Nhanh. Chạy. Ok, vừa lên điện lại luôn ạ.
Rút lại rút nha. Phóng éo tới luôn. À không, tôi nhìn tôi tưởng phóng lệch anh em, mà không, nó phóng là một đường cong cơ. Rất bài bản. Rất. Tao nhớ là lúc trước mày chém mày lướt tới mà. Mày sao tự nhiên đứng không chém vậy? Ôi trời ơi. Em chưa muốn cắt tóc men trai ơi. Em chưa muốn cắt tóc men trai ơi. Rồi. Sao vào đấy được? Sao vào đấy được nhỉ? Ném phi tiêu vào cái này đúng rồi này. Nhưng mà sao vô được? Nó ngắt điện. À. À đây. Rồi. Ok. Yếu. Như này thôi. Thế tương lai người ta mở cửa đóng cửa lạ nha. Tức là mỗi khi anh em muốn vào phòng, muốn ra khỏi phòng, anh em phải cầm cái phi tiêu. Anh em phải phang thẳng vào trong những cái chỗ có ụ điện như này này. Tương lai người ta đóng cửa mở cửa lạ nha. Lạ thật ấy. Công nhận rất là lạ nha. Đúng là tương lai này mà có những cái điều mà chúng ta không biết trước được. Người ta không dùng tay nắm cửa, người ta không đẩy cửa ra, cửa vô. Tức là mỗi lần người ta muốn ra khỏi cửa, ta phải cầm cái phi tiêu người ta ném. Ui, tôi đoán là tương lai kiểu toàn xạ thủ nha. Ồ. Tương lai chắc toàn xạ thủ anh em ạ. Phi tiêu đầy nhà. Tôi ngu rồi. Nghĩ cái gì mà nhảy rồi mới phóng cái đấy trời. Phóng trước chứ. Ai. Tôi còn chưa định hình được là cái khúc tiếp theo mình phải làm gì cơ. À, sao đấy? Phải lướt một cái à. À phải lướt một cái. Khổ. Không biết là còn chết bao nhiêu chục lần ở đây. Chục lần là nó nhẹ đấy nhá. Nè. Lúc thì cho lướt, lúc thì không cần lướt. Rất là mệt. À nó có một đường điện trong đây này. Em thấy không? Nó còn gia tăng thêm cái thử thách. Tức là bình thường người ta mở cửa đóng cửa, theo cách là dùng phi tiêu rất là nhẹ nhàng thôi. Người ta không thích. Cảm giác nó không có sự thách thức, nhàm ấy. Nó không còn là đẩy cửa ra, đẩy cửa vào anh em ạ. Giống như mình là mình thường hay có cái bài là cái bài đạp cửa. Thì bây giờ người ta có cái bài khác anh em ạ, là phóng phi tiêu làm sao nó phải xuyên qua những cái gọi là những cái tấm chắn như này. Chứ tôi thật với anh em là tôi nhìn cái kết cấu như này thì nó xây cái quạt ở đây chả để làm cái đất gì cả. Mà chỗ này lúc trước nó còn có nước cơ. Tức là nó tạo một sự thử thách thôi, chứ nó không phải là để hạ nhiệt là cái gì đâu. Đúng tương lai. Rất tài. Sao cái chỗ này êm thế? Cái chỗ này êm và cờ lờ anh em, mà tôi có nghĩ là phải có cái gì đấy. Nhảy ra hay là tôi nhảy vào hay là tôi như thế nào đấy. Chỗ này nó cũng có một cái gì đây. Một cái để hất lên nè. À bên kia có một cái đồ. Không sao anh em mà lấy được. Không sao. Được nha. Lấy được hết á. Ngu rồi. Ngu ác luôn. Không sao lấy được nha. Lấy được. Lại nè. Tức là mình không nên đu vào đấy. Nó sẽ cho mình lên cao đấy. À đây. Cái không thể. Cái con game nhức đầu thật sự. Lúc thì ship, lúc thì không ship. Nào. Được cái gì đấy? À mà được một cái đoạn ghi âm. Thế thôi à? Tôi nghĩ lại rồi, phải như thế này này. Đấy, cái kia không tin được đây ạ. À. Không tin cái kia được. Tôi không tin cái miếng mà không có cái phọt lên được. Ủa gì đây? Robot khổng lồ à? Effect. Ơi, tôi ngu rồi. À cũng chưa ngu lắm. Cũng là chưa ngu lắm. Nhiều dây nha. Không tới địch đâu. Khả năng cao là tôi phải tìm cách qua bên kia để lấy thêm thanh RAM đi kìa. Xem nào. Tôi nghĩ nó chơi giận quen tao đây mà. Nó thanh RAM nằm bên đây rồi, sao nó không qua đây nhỉ?
Và đứng lên con. Sao mình lại kêu nó lướt lên nhỉ? Mình đã biết trước là nó sẽ kiểu gì nó cũng ngu rồi. Anh em nào chơi con game này chúng ta có chết nhiều lần, chúng ta đừng buồn cho tôi nên nha. Tại vì con game này bắt buộc ta phải chết. Những cái pha đấy thì biết cái nào được mà đỡ. Hả? Những cái pha đấy biết cái nào được mà đỡ. À, ném Will vào đây để cho phá cái này đi nè. Còn có chuyện đó nữa. Tôi nói thật với anh em, cỡ mà nhảy lên một cái drone xong rồi rớt xuống một cái lốc xoáy, đẩy chúng ta lên xong rồi nó còn bắt ném phi tiêu xong gạt cái này xuống đu dây. Ui, lúc đầu thấy được cái tương lai là mình chết khoảng 200 lần. Đây rồi, nó đây rồi. Đúng chưa? À chưa khó lắm, chưa khó lắm. Gì đây? Sao nó cho cái chỗ này? Để làm gì cái chỗ này? Từ từ, tôi nghi lắm. Nó không cho đi được anh em. Mày nghi là việc của mày. Tao bắt mày đi đường này là tao bắt luôn. À, đây rồi. Ôi, hai kiếm. Đỡ. Ui, xôi ôi, à. Trước khi đòn tới mặt ấy, tao ấn đúng lúc ấy. Tao thực hiện một cái pha phản đòn anh em ạ. Và tôi thật với anh em là đây là cái pha đầu tiên cũng như là pha cuối cùng mà tôi làm được cái điều đấy. Tại vì cái bọn này nó nhanh. Ê. Sao được? Tôi phải định hình cái này như thế nào đó nè bạn. Lướt tường này. Chỗ kia chắc chắn có một cái đu dây. Tôi nghĩ thế. À đây. Rồi. À, dây ơi, dây đâu rồi đấy? Ô, sao mình... Gì vậy? Gì vừa xảy ra vậy? Nào. Từ. Khúc này khó hiểu nè. Rồi. Đứa vào đây cái. Từ tốn thôi. Ơi. Cái gì vậy? Ơi. Mày đu dây thì mày đu cho đàng hoàng đi con. Đu này tim tao thòng chết. Ô. Nó bắt buộc phải đứng yên luôn anh em ạ. Hôn AD và giữ ship để né. À, bọn này là Shinobi. Dẫn pháp. Đứt đôi người. Chút xui. Rồi. À, từ đây có hai thằng Shinobu nha. Nào, từng thằng một thôi. Từng thằng một thôi. À, mình không chém được anh em ạ. Nguyên lý mới của game này tức là đôi khi mình sẽ không chém được mấy khứa này. Mình phải đỡ. Ui chú. Căng vậy. Trời. Bình thường là tốn thật với anh em mà tôi bóp như này. Bây giờ có một định lý mới, một định nghĩa mới này mà. Bóp như này. Anh nhé. Ưỡng người ở trước mà. Bóp phê mà ưỡng người ra trước luôn. Tốt rồi. Sao cái màn này dài thế nhờ? Tôi tính chơi xong cái màn này tôi nghỉ anh em ạ. Tôi cũng khá đuối rồi. Nhưng mà cái màn này dài phết. Nào. Tới không? Tới luôn. Không tới thì phải nói tiếng con người chứ, để tao phản xạ này thì có ngày. Rồi sao dưới kia đâu không có vậy? Có cái cục gì kia. Ném VT không tới luôn mà. À đây. Trời, nó bắt mình lướt kìa. Tôi không hiểu là cái ship này đôi khi là nó bị ngu ấy. Đôi khi nó đứng lại nha, nhưng mà đôi khi nó lướt. Đấy. Nó rất là... Ấy. Gì vậy? Nó làm trò đấy. Shuriken trước này. Và... Ui. Được. Có thêm khái niệm thùng nổ.
Tốt. Rồi, vô cực luôn rồi. Đi đâu các bạn ơi? À, vào đây, vào đây, vào đây. Nhảy xuống đây đúng không? Sao mà sai được? Tiếp tục xuống đây đúng không? Lên đây cái gì? Lướt vào đây đúng không? Trời ơi, tôi xong rồi. Ê, giấy, giấy. Khúc đó là sao vậy? Bay ơi. Khúc đó là sao vậy? À, có còn một cái nấc ở trên nữa anh em ạ. Tí nữa thì cút đi. Đây này. Nó còn một cái nấc ở đây nữa này. Ok. Mình cứ từ đây nhảy qua được bên kia anh em ạ. Nó tốn tài thật. Ôi trời 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 trời. Và nào. Tốt rồi, tốt rồi. Ui, đâu vào đấy anh. Tí tôi né vào đạn anh em ạ. Này thì ui, con robot to thế. Đẹp ấy, đẹp ấy, đẹp ấy, đẹp ấy. Giống được ấy, đúng, ok, giống ngon. Ngon phết đấy, ngon là cành đào phết đấy. Nhưng mà, ui, nhầm nút nha, nhầm nút nha. Nào, thùng nổ. Luôn tới. Đó chưa? Đỡ trước, đề phòng. Ui, ở đây hai cái thùng nổ hả? Xem nào. Không, không lướt đi con. Từ. Xử bọn này trước đi. À, súng à. Cái gì mạnh hơn một cái súng? Hai cái súng. Cái gì mạnh hơn một cái súng? Hai cái súng. Cho nên là phải giải quyết mấy cái súng này trước. Nào, vẫn còn nhiều súng lắm. Vẫn còn nhiều súng lắm. Mày sao đấy? Cái gì mạnh hơn hai cái súng? Ba cái súng. Không được rồi. Trời ơi. Cái gì mạnh hơn ba cái súng? Bốn cái súng. Nào. Em như thần rồi. Trời ơi. Tôi sẽ không nói mức đanh và lo đanh của tôi nha. Chắc chắn này sẽ hiểu được. Sau cái pha vừa rồi. Khả năng em hết sức là vi diệu. Nào. Đùa đạn nó cứ bay từ cái hướng nào ấy. Không được rồi. Ôi trời, trời ơi. Ê, đầu đây. Một. Hai. Ôi trời trời trời. Còn ném trượt. Hết Shuriken rồi. Hết Shuriken rồi. Nhưng mà tin tốt anh em ạ. Chỉ còn hai cái súng thôi. Có Shuriken lại rồi. Ném trượt. Còn là Shinobi đứng bên kia nữa kìa. Ây. Em trai. Làm tí em trai. Em trai nữa. Thôi 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 đừng ném chuột nữa. Rồi. Cây này hết rồi anh em ạ. Ui. Đang lo tập trung nhìn vào cái Shuriken. Nó bắn cho lòi mắt. Khổ thiệt chứ. Mày có cái đu dây đấy. Mày có cái đu dây sao mày không đu vào trong người chúng nó á. Rồi. Tốt rồi. Cái gì mạnh hơn hai cái súng? Trời vẫn có một cái súng. Cái gì đấy? Enzy à? Flick nhanh thế. Cái gì mạnh hơn mấy cái súng? Một cái phi tiêu. Vẫn còn thằng ngu rồi nè. Thằng ngu nó mới là cái nỗi lo ngại lớn nhất của tôi nè. Ok.
À, đồng chí kia còn khoe mông à. Chỉ để tí đi, em sang tới đồng chí ngay. Sao cái màn này nó dài thế nhỉ? Đừng có bảo tao chơi một phát hết game luôn nhá. Nói thật với anh em là tiêu chí của tôi hôm nay được một tiếng là cũng kinh rồi đấy. Tôi chơi tới tiếng rưỡi anh em ạ. À. Nãy giờ chưa hết game luôn. Rồi, cái này là cái gì đây? À, nó vào cái đường này. Đi đâu đấy con ơi? Mở đây ra này. À không, cái này là Shuriken Master. Thôi thôi thôi, tao đuối người rồi. Trông tao nói nhiều hoạt bát như thế này cho tao đuối lắm rồi. Cái này đi đâu vậy ta? Cái này đi đâu vậy? À đây đây đây. Trời, mắc cái đường điện. Quá cha chưa? Đi dậy đi. Đi đường điện âm. Đi điện âm mới chịu. Mà đi điện âm, dòng phải 10 lần mới chịu. À bên kia có cái nữa kìa. Sang đây cái. Chị chứ nó thật bên em, nâng cấp thanh ram chưa bao giờ là cũ anh em nha. À đây rồi, mình có ability này. Về bên ấy thì mình sẽ xem được anh em ạ. À, cái này khả năng cao là tôi cái gì này mình. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cá tung à? Hả? Cá tung từ miệng mà cái này là từ tay à? Bắn lửa. Rồi. Đúng rồi anh em ạ. À, tôi đoán không nhầm. Xung quanh đây không có gì cả này. Mình dụ bọn này ra đi được không? Không được anh em, bọn này nó khôn quá. Ôi! Tôi ngồi, tôi pha đầu ngồi thì kịp, anh em mà pha sau thì tôi ngồi. Nào. À, bắn laser. Được cái chứ. À, bắn kia bay lên trời luôn. Cái này thì... À, hóa ra bắn laser. Trời, có nó hồi kìa. Nó hồi ít nhất phải 500 giây nữa anh em ạ. Cái này thì phải 2 cái phi tiêu rồi. 3 cái phi tiêu. Hả? Như thế nào nhỉ? Ây. Anh em biết cái trình êm Valorant của tôi chưa nè? Quá đẹp trai. Trời, có đứa nào mà nó êm 100, êm 360 như này không bay? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Phải này trước nè. Trời ơi trời. Game khó thì vãi trường. Ôi trời ơi. Hình như phải cái này trước thì sao ấy. Cái này nhanh lắm. Ừ, cái này nhanh lắm. Phải cái này trước này. Cái gì kiểu phải cái này trước này. Tới cái này này. Rồi. À thế à. Chết mấy con. Được không trời. Ui xời. Cái nói điều. Thôi tao mày đánh nhau luôn đi. Từ đây. Hình như cái bọn này mình không đánh được thì sao ấy. Mình bắt buộc phải parry ấy. Trời. À, ai da. Lần hay lần cái chứ. Rồi. Bay hết game như bay, tao đuối bay. Tao hơi mệt trong người bay, tao đang bệnh bay. Thôi xong rồi. Ôi, cái này từ từ ấy. Rồi. Ok. Đúng tay cái là đẹp. Từ nha, này phải suy nghĩ này. Nè. Này. Đồ đỏ gì ghê thế. Không ông nào chế được cái map này. Đỉnh đây nè mà. Map to vậy. Mà không lắc nha. Nhưng mà vào phòng nhỏ thì lắc. Này khó nha. Cũng khó lắm. Ơi khó nha. Flick nhanh thế rồi không kịp.
cái này là cái cọng dây nó còn ngắn tới mức độ là trong cái giây phút mà trước khi tôi tới đây này là tôi bắn được liền ấy, tức là thấy tôi làm đúng rồi đấy, tôi làm không hề sai luôn. Hỏi sao chết, có thằng ngu để bắn ra. Đúng rồi, có thằng ngu để bắn ra anh em ạ. Mày bắn hết cái thằng ngu tới cái thằng điên, khó chịu thiệt. Trời ơi, cái gì mạnh hơn một cái súng. Rồi một tí nữa, một cái súng, một cái kiếm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mấy anh thai em anh ơi. Em đã nhầm nút rồi, vâng. Ui, cái khúc này như thế nào nha. À, đỡ. Trời. Cái gì mạnh hơn hai cái súng, một cái kiếm. Hai cái súng, hai cái kiếm. Trời ơi, trời ơi. Ôi, khúc này vô vọng anh em ạ. Không xử lý theo kiểu technical được rồi. Hay. Tự làm tự khen luôn. Hay, thằng kia bắn hay. Cái gì mạnh hơn hai cái súng? À, cái gì yếu hơn hai cái súng? Một cái súng bắn vào đồng đội. Quá đẹp trai. Quá đẹp trai luôn. Trời ơi. Vì đẹp trai nên chém phải bỏ cái đầu ra để đứt người thôi. Cục này căng nha, bên kia đông quá trời đông. Tôi phải phi tiêu dính cái cục kia nữa kìa. Nào. Tiêu. Ok, nẻ chiều. Chém, nẻ tiếp, chém cái nữa này. Quá mượt. Mượt tên này thì các bạn làm game các bạn. Còn cái gì nữa? Như nào nhỉ, con này như nào nhỉ? Cái này là cái gì đấy? Ông nào ông làm ông làm cái gì mà ông để dàn giáo tà le này thì... Rồi cái tường còn... Này như nào? Cái tường đấy làm sao đấy? À cái tường này là tường lúc trước. À đây, bên đây. Ồ. Map rộng quá. Ừ, bên kia nó còn có cái gì kìa. Chắc không lên nữa anh em, lên nó chắc phải từ bên này rồi. Bắn lần hai lần nữa chứ. Trên thằng ninja này. Ok. Ra đây anh. Ra anh. Nhìn cho nhiều vào. À, vào đây đúng không? À, lên chỗ này. Ủa, con này căng nha. À, tiếp. À, sang kia khó chịu này. Ôi. Ui, tôi tưởng nó bắn một viên thôi anh em ạ. Nó chặt. Game chó chơi à. Nó bắn một viên nữa chứ. Ây. Đánh với lại ninja đồ thì đánh được. Ủa đang đâu rồi? Tính qua luôn, xếp rồi. Ai. Đánh với ninja đồ đánh được. Nhưng mà đưa cái tay ra mà mắc vô cái tường để leo lên đó thì không làm được. Cái gì mạnh hơn một cái súng? Một thằng ngu đứng ngay trước cái súng. Quá đẹp. Quá hay luôn anh trai ơi. Ây. Nào. Nào. Ok. Ơi. Đáng lẽ là tôi phải phi đồ ở đây này. Sao cái màn game nó lâu quá ta? Nãy tôi chơi một màn game có 5 phút mà bấy. Sếp game nghỉ chứ đói bụng quá. Rồi. Ui sội vậy như thần luôn. À có đối nha. Nó còn biết né ra khỏi cục này à. Rồi. Bớt được nhiêu bớt. Đây anh. Đây anh. Ok. Ôi.
ninja chém tới thì đưa tay ra đỡ được rất nhanh, rất gọn. Nhưng mà một thằng ngu đứng bắn nửa tiếng đồng hồ không né được. Tới luôn. Có đạn ở đâu đây? Ôi trời ơi, cái bố robot ở đâu đây? Bố hớt tóc tôi nữa nè mà. Đây. Này chỗ nhanh này. Trời. Không nhanh hơn được nhiều nha. Đứng xa tí anh em ạ. Có ba vẫn là nó cút đấy. À ulti neon này. Chết đi anh. Em mệt lắm rồi. Em đã yếu trong người với anh cùng. Có ba vẫn. Nào tôi biết còn cái súng nữa. Cái gì mạnh hơn một cái súng. À đây. Không tới luôn. À thế à. Mày phải nạp đạn cho con trai. Ok. Rồi. Rồi. Ê gì kia. Thêm thanh RAM nha. Thời buổi công nghệ khó khăn. Có thanh RAM cái đã. Ơi bậy rồi. Ừ. Phải lên đây này. Ấn cái nút này nè. Ok. Ui tôi tháo luôn à. Lấy cái tay cỡ mà dạch luôn cả con nhà người ta ra như vậy. Một cái bản hiệu cứng như vậy. Ủa cái gì đấy. Phá đảo thế giảo. À hack anh em, hack công nghệ. Được. Hát nha, hát nha, hát nha. Rồi, tốt rồi. Trời ơi, Tam Minh. Tí nữa Tam Minh như cức luôn. Vâng, Tam Minh như cức. Ba đầu được có vẻ kinh đấy, nhưng mà ba sau. Ôi. Tam Minh. Nhảy. Rồi. Tạ Minh. Rồi. Tạ Minh. Rồi. Tạ Minh. Quá đẹp. Ấy sao này xanh xanh vậy bái. Sao nó không mất bái. Gì đây. Ôi. Waste of time. Won't budge. So what do we do? À cái này là tính năng game. Nó bắt buộc như vậy. Công chuyện nó bắt buộc như vậy. Ok, nó bắt buộc như vậy. Đứng vô cái là ấy mà. Ok. Thôi về. Ôi, về. Đang hơi bệnh tật anh em mà cũng hơi đuối anh em. Con game này nó được cái tiền đình. Tuy nó khó nhưng được cái nó tiền đình. Thành ra là tôi cũng đang hơi đuối. Ok. Thôi về thôi. Thôi, hôm nay chúng ta chơi con game tới đây thôi anh em nha. À, chúng ta sẽ gọi là... còn chơi con game này tiếp anh em, con game cũng khá là hay. Nếu mà anh em thích thì tôi sẽ còn chơi con game tiếp anh em nhé. Anh em nào chúng ta muốn tôi chơi tiếp con game này, chúng ta cứ ấn like, comment, share đầy đủ các kiểu anh em ạ. Tôi mới thấy anh em xem, tôi mới có động lực tôi chơi nữa nhá. Nghĩ thôi anh em nha, bye anh em. Ừ. Tắt chỗ nào đây? À, đây. Bye anh em nha.